Xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Xin mời quý vị cùng theo dõi chuỗi chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Sống khỏe sẽ chia. Chương trình do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ thực hiện. Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa những thông tin y tế chính thống đến với đông đảo người dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc thực hiện các chương trình tư vấn sức khỏe với sự góp mặt tham gia của các bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành, để thông qua chương trình nhằm giúp cho người dân có thể chủ động hơn trong việc phòng ngừa và kiểm soát tốt bệnh lý của mình cũng như nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra với hình thức tương tác trực tiếp giữa tất cả quý vị khán giả với bác sĩ của chương trình. Chúng ta sẽ được lắng nghe các bác sĩ chia sẻ về các nguyên nhân gây bệnh là gì, các triệu chứng của bệnh ra sao, các phương pháp điều trị hiện nay như thế nào để thông qua đó chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất và thưa tất cả quý vị khi theo dõi chương trình thì quý vị hãy giúp cho chúng tôi chúng ta hãy cùng lan tỏa chương trình để cho nhiều người biết đến chương trình nhiều hơn đúng với tinh thần sống khỏe sẽ chia quý vị nha và chương trình ngày hôm nay xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với chủ đề ảnh hưởng của nhịp tim lên người bệnh tăng huyết áp chương trình do bệnh viện đại học bây Dược thành phố hồ chí minh phối hợp với văn phòng đại diện MERS Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và mong rằng là tất cả quý vị chúng ta sẽ có thêm được những thông tin hữu ích từ chương trình và chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với quý vị chuyên gia đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là giáo sư tiến sĩ bác sĩ trương quang bình phó giám đốc bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh giám đốc trung tâm tim mạch à, xin được gửi lời chào đón đến giáo sư ạ thưa tất cả quý vị khán giả và để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bệnh tăng huyết áp về các nguyên nhân các triệu chứng của bệnh và tại sao căn bệnh này được xem là kẻ giết người thầm lặng? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 của chương trình hiểu biết về bệnh tăng huyết áp. À, thưa giáo sư được biết là tất cả mọi người khi mà đến bệnh viện mà khám tim mạch hoặc là làm một vài cái thủ thuật nào khác thì họ vẫn thường được đề nghị là đo huyết áp và họ thắc mắc là tại sao phải đo huyết áp và huyết áp là gì? Rồi một số người lại hỏi là huyết áp như thế nào là bình thường và huyết áp như thế nào thì được đánh giá là huyết áp tăng cao ạ. À. À, trước tiên thì chúng tôi xin chia sẻ cái định nghĩa về huyết áp theo tiếng Anh huyết áp là blood pressure có nghĩa là áp lực của máu của chúng ta như vậy thì trong hệ thống tuần hoàn chúng ta có những cái mạch máu được gọi là động mạch ừ, thì với động mạch chúng ta được xem nó là một cái ống thì máu chảy trong cái ống đó bây giờ cái áp lực của máu của mình tác động trên thành mạch đó thì gọi là huyết áp như vậy huyết áp là áp lực của dòng máu của chúng ta tác động trên thành động mạch đó được định nghĩa là huyết áp huyết à, áp như thế nào thì được gọi là bình thường và như thế nào thì được gọi là đã bị tăng huyết áp thì à, theo thống nhất của rất nhiều hiệp hội trên thế giới à, khi mà chúng ta đo huyết áp tại phòng khám đến à, đến bệnh viện hay đến phòng khám bệnh thì gọi là đo huyết áp tại phòng khám thì khi mà chúng ta đo huyết áp như vậy con số huyết áp tối đa đạt đến mức độ là 140 mm thủy ngân và huyết áp tối thiểu là 90 mm thủy ngân thì được gọi là tăng huyết áp. Chỉ cần đạt trong một con hai số trên thôi. Ví dụ là 140 trên 80 mm thủy ngân cũng được gọi là tăng huyết áp. Mà hoặc là 130 mà trên 90 mm thủy ngân thì cũng được gọi là tăng huyết áp. Thì đó được gọi là tăng huyết áp ở phòng khám. Giờ chúng ta các người bệnh của chúng ta hay là trong cộng đồng của chúng ta có những người rất là quan tâm đến huyết áp. Mặc dù là chưa bị tăng huyết áp nhưng mà cũng mua một cái máy đo huyết áp để đo tại nhà. Thì ở nhà đó thì cái trị số huyết áp nó sẽ là khác. Khi mà chúng ta đo huyết áp ở nhà thì chỉ cần huyết áp tâm thu tức là số trên đó mà lên đến 135 thì đã được gọi là tăng huyết áp rồi. Và số dưới chỉ cần là 85 mm thủy ngân thôi thì cũng được tăng huyết áp. Nói như vậy có nghĩa gì? Nếu mà chúng ta đo huyết áp tại nhà thì cái mức của chúng ta nó sẽ thấp hơn 5 mm thủy ngân so với cái mức mà chúng ta đo ở trên phòng khám hay đo trên bệnh viện. Như vậy thì tùy theo cái nơi vị trí đo là ở nhà cho bệnh viện mà chỉ số nó khác nhau. Như vậy ở đo ở bệnh viện, ở phòng khám thì mức là 140 và hoặc 90 số dưới đó thì được gọi tăng huyết áp. Còn ở nhà đó là 135 trên 85 thì được gọi là tăng huyết áp. À, tuy nhiên tôi cũng à, xin nói rõ thêm một điều nữa là cái điều kiện để mà chúng ta đo huyết áp để thu nhận con số đó là điều rất quan trọng. À, chúng ta phải đo ở một trạng thái chúng ta nghỉ à, ít nhất là 10 phút rồi chúng ta mới đo thì cái trị số đó mới phản ảnh đúng cái huyết à, áp của chúng ta. Ví dụ như chúng ta đang chạy lên cầu thang hai ba lầu chúng ta ngồi xuống chúng ta đo thì cái trị số đó không được chấp nhận là một cái trị số để nói rằng người đó bị tăng huyết áp hay không và nói đến việc mà tăng bệnh tăng huyết áp thì mọi người vẫn thường nói rằng đây là căn bệnh của sát thủ thầm lặng. Bởi vì những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh lý này gây ra đối với tim mạch. Cụ thể thì những biến chứng nguy hiểm như thế nào đối với bệnh lý này gây ra tim mạch tôi à, Cũng có nhiều điều khác cần nói về tăng huyết áp nhưng mà à, bạn đã hỏi về biến chứng và mức độ nguy hiểm thì à, à, tôi xin chia sẻ như thế này. À, khi một người mà bị tăng huyết áp đó thì có thể biến chứng trên rất nhiều cơ quan mà tóm lại thì nó có những cái biến chứng sau đây thứ nhất đó là biến chứng trên trên não à, biến chứng trên não có thể gây là nhồi máu não tức là tắc mạch não hoặc là xuất huyết não à, đều xuất huyết màng não đó là những biến chứng rất là quan trọng nguy hiểm à, thứ hai đó là biến chứng trên tim thì khi mà biến chứng trên tim nó có thể làm cho cái thành tim chúng ta dày lên làm cho tim chúng ta bị suy làm cho chúng ta bị bệnh động mạch vành nhồi máu cơ tim thiếu máu cơ tim đó thì gọi là những cái biến chứng trên tim à, mà biến chứng nào cũng nguy hiểm hết. Thứ ba đó là biến chứng trên thận. À, thì khi một người bị tăng huyết áp lâu ngày thì có thể gây nên tình trạng là tiểu ra chất đạm và sau đó sẽ diễn tiến đến tình trạng suy thận độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 và có thể suy thận đến giai đoạn cuối phải chạy thận nhân tạo vân vân. Cái biến chứng thứ tư đó là biến chứng trên mắt. À, nếu mà người bệnh bị tăng huyết áp nhiều quá hoặc là một thời gian lâu thì sẽ làm uh, phù đái mắt và có thể gây ra tình trạng là uh, mờ mắt và có thể là mất cái thị lực uh, của người bệnh đó. Và cái biến chứng thứ năm đó là biến chứng trên mạch máu ngoại biên. Những người bị tăng huyết áp thì có thể có biến chứng trên mạch máu ngoại biên. Có nghĩa là nó làm cho sơ vữa, sơ cứng và sơ vữa động mạch ở ngoại biên, nghĩa là động mạch ở chân, uh, chi dưới, ở tay rồi vân vân, thì có thể gây nên tình trạng là À, hẹp hoặc là tắc những động mạch đó gây ra tình trạng là có thể thiếu máu cơ cơ chi ở đó và có thể gây ra là hoại tử chi vân vân. Như vậy đó là những cái biến chứng tôi nghĩ là rất là nguy hiểm của bệnh tăng huyết áp gây ra cho cái người bệnh tăng huyết áp. Ý thứ hai là bạn muốn chia sẻ về cái uh, tình hình uh, tăng huyết áp uh, ở Việt Nam cũng như là trên thế giới uh, thì uh, tôi thấy như thế này. Ở trên thế giới thì uh, đây Nhìn chung đây là một cái bệnh rất là thường gặp mà gọi là một bệnh của cộng đồng rất là thường gặp. Trên thế giới thì tùy theo quốc gia, có quốc gia đang phát triển, có những cái quốc gia phát triển. Cái cái tỷ lệ nó thay đổi khoảng là 30 đến 40% dân số trưởng thành. À, thì đó là cái, cái chung mà trên nhiều thống kê trên thế giới. À, riêng tại Việt Nam của chúng ta đó thì à, à, có nhiều cái thống kê, à, nhiều thống kê thì thống kê mà nói là xưa lắm rồi từ năm 1960 của thầy giáo sư đặng Văn Trung làm đó thì trong cộng đồng chúng ta chỉ có 1% người bị tăng huyết áp thôi. Nhưng mà cái nghiên cứu năm 1900 khoảng năm 90 91 đó, các anh chị. trong đó tôi có tham gia thì đây là một cái công trình nghiên cứu rất lớn trên tất cả khắp các tỉnh thành của chúng ta đó. Thì tỷ lệ nghiên cứu khoảng là 11,6% người trưởng thành là có bị tăng huyết áp. À, nhưng mà đến năm 2008 2009 thì có những công bố khác Tuy là cái mẫu nghiên cứu nó nhỏ hơn thực hiện ở trên thành thị rồi thì tỷ lệ lên tới là hơn 25% à, và gần đây nữa gần đây nữa năm 2018 thì có công bố ở Việt Nam mình thì thấy là gần 40% người bị người trưởng thành bị tăng huyết áp à, thì thấy rằng cái mức độ thứ nhất là nó tăng theo thời gian và thứ hai nữa đó là cái tăng lên cái mức độ rất là nhiều nếu mà chúng ta tính rằng ba mươi bốn mươi là cứ ba bốn người thì chúng ta có một người bị tăng huyết áp rồi và cũng xin lưu ý thêm là những người nào mà ở cái đối tượng mà trên sáu mươi tuổi thì cứ hai người là bị người à có nghĩa là năm mươi bị tăng huyết áp như vậy đây nói về tình trạng mức tăng huyết áp mắc tăng huyết áp trên thế giới ở việt nam chúng ta thì đây là một cái bệnh của cộng đồng mà rất là nhiều người mắc ở những cái tình trạng bệnh lý tăng huyết áp này. À, với những gì mà giáo sư vừa chia sẻ thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là đối với bệnh lý tăng huyết áp thì để lại rất là nhiều những biến chứng nguy hiểm và thậm chí là có thể gây ảnh hưởng và tử vong nên vẫn thường gọi là sát thủ thầm lặng và theo như uh, những lời mà giáo sư vừa chia sẻ với những thống kê mà chúng ta được biết thì hiện nay là tình trạng bệnh lý tăng huyết áp lại ngày càng tăng cao và lại đang có xu hướng trẻ hóa nữa giáo sư có thể giải thích là nguyên nhân vì sao dẫn đến tình trạng mà bệnh lý tăng huyết áp nó đang có dần trẻ hóa sớm như vậy khi mà tìm kiếm những nguyên nhân đó 90 đến chín phần những cái người mà bị tăng huyết áp đó là chúng ta không tìm ra nguyên nhân gọi là tăng huyết áp vô căn còn chỉ có 5 đến 10% phần những cái người mà bị tăng huyết áp đó, trong cái nhóm người tăng huyết áp là chúng ta tìm thấy nguyên nhân vậy thì ở đây nói là cái mà chúng ta đang tìm thấy là 25% hay 30% những người bị tăng huyết áp trên thế giới đó ta đang nói đến cái nhóm người mà bị gọi là tăng huyết áp vô căng đó thì nhận xét về cái chuyện mà cái nhóm người bị tăng huyết áp vô căng này thì nó có những cái gọi là những cái yếu tố nguy cơ mà để bị tăng huyết áp thì tôi xin nêu ra một số chi tiết để thấy rằng là vì sao mà À, số lượng tăng huyết áp ngày càng nhiều và nó lại xảy ra những người trẻ tuổi và vân vân đó thì à, cái yếu tố đầu tiên ta thấy là nhận thấy rằng là những người mà sống ở thành thị này á thì dễ bị tăng huyết áp hơn là so với những người ở nông thôn chúng ta thấy rõ điều đó khi nghiên cứu trên một quần thể thì à, chúng ta thấy là tỷ lệ bị tăng huyết áp ở thành thị nó cao hơn nông thôn đó là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là cái lối sống mà công nghiệp hóa mà căng thẳng đó thì cũng dễ làm cho người ta bị tăng huyết áp hơn là một cuộc sống mà uh, tỉnh tại hơn, ít có căng thẳng với công việc hơn. thứ ba đó là về chế độ ăn uống thì người ta thấy rằng ở những cái người nào mà ăn mặn nhiều đó uh, thì dễ bị tăng huyết áp hơn là cái nhóm mà cái cái nhóm mà ăn nhạt. Thì như vậy đó thấy rằng là nếu mà một cái lối sống công nghiệp, ăn những đồ bên ngoài, nếm, nếm nhiều vân vân thì nó sẽ bị tăng huyết áp nhiều hơn. Uh, những cái công việc khác như là những công việc về À, căng thẳng trí óc rồi nhiều vân vân thì nó cũng làm cho tăng huyết áp nhiều hơn. chính cái, những cái điều đó thì chúng ta thấy cái xu hướng bây giờ là thành thị nhiều hơn rồi, à, công nghiệp quá nhiều hơn rồi, à, chạy theo công việc cái nhịp sống nó căng nhiều hơn rồi. đó chính là cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó tác động vào cộng đồng chúng ta làm cho cái tỷ lệ bị tăng huyết áp ở trong cộng đồng chúng ta, đặc biệt là thành thành thị này càng ngày càng tăng lên. và dĩ nhiên là khi nó tăng lên thì, thì chúng ta thấy là những người trẻ bây giờ cũng dễ bị tăng huyết áp hơn so với những người khác đó là nói về cái nhóm mà tăng huyết áp vô căn. Còn nếu mà chúng ta nói về tăng huyết áp có nguyên nhân, thường thường tăng huyết áp có nguyên nhân đó là uh, thường thường xảy ra ở người trẻ. Uh, ví dụ như là uh, sử dụng thuốc ngừa thai, uh, sử dụng thuốc cam thảo uh, lâu ngày, uh, hay là chúng ta có những cái bất thường trên hệ thống tim mạch của chúng ta, ví dụ như hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch thận u uh, thượng thận, u uh tỷ thượng thận, u uh vỏ thượng thận vân vân thì thường thường nó xảy ra trên những người trẻ thì chúng ta ít có quan tâm đến cái nhóm này tại vì nhóm này ở trẻ tuổi và chắc chắn là người bác sĩ và chuyên khoa tim mạch phải đặc biệt chú ý đến những người này để tìm ra được nguyên nhân và khi tìm ra nguyên nhân thì chúng ta điều trị khỏi hẳn như này quay lại là chúng ta nói là cái việc mà chúng ta quan tâm đó là những cái người mà bị tăng huyết áp gọi là vô căn đó tại vì số đó nó nhiều quá chúng ta phải đối diện và chúng ta phải gọi là hỗ trợ cho những người đó giải quyết cái vấn đề tăng huyết áp của những người đó. Và có một thực tế là à, cũng có một đại bộ phận đa số mọi người khi mà họ mắc bệnh tăng huyết áp thì họ lại không có những cái dấu hiệu hay là có những cái triệu chứng nào. Thậm chí là ngay cả khi mà cái bệnh lý tăng huyết áp của họ tăng cao ở mức độ báo động mà nguy hiểm, thậm chí là có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Nên chúng ta vẫn thường gọi là bệnh lý tăng huyết áp là bệnh sát thủ thầm lặng như vậy thì mình có cái cách nào mà làm thế nào để mình có thể nhận biết được những cái dấu hiệu triệu chứng của bệnh lý tăng huyết áp ạ? À? Tăng huyết áp thì tôi nghĩ là một cái bệnh rất là dễ chẩn đoán tại vì chúng ta chỉ cần đo huyết áp của người bệnh là chúng ta chẩn đoán được tăng huyết áp rồi. Nhưng bây giờ chúng ta nói đến cái triệu chứng của những người bị tăng huyết áp đây là một cái chuyện rất là quan trọng tại vì nếu một bệnh nào đó mà có triệu chứng thì người bệnh nhận biết được và đến ngay thầy thuốc, đến ngay điều trị thì nó chúng ta phát hiện càng sớm hơn nữa. À, và nhưng mà đối với người tăng huyết áp á, thì đa số người tăng huyết áp 80 90 phần trăm người ta là không có triệu chứng gì cả tức là nhiều người mà thấy có tăng huyết áp nói là lúc này tôi càng khỏe hơn nữa à, là như vậy đó vậy chứng tỏ rằng đa số người tăng huyết áp là không có triệu chứng chỉ có một số ít thôi là có triệu chứng những cái triệu chứng đó những cái triệu chứng thật sự nó cũng không phải là gọi là điển hình hay là chuyên biệt cho một cái tình trạng tăng huyết áp ví dụ như bệnh nhân hay có bị nhức đầu nhức đầu ở vùng chậm à, vào buổi sáng thì sẽ có nhức đầu như vậy thôi à, hoặc là người ta cảm thấy đôi lúc người ta bị thấy hoa mắt có rùi vai trước mắt rất là thoáng qua rồi hết à, hoặc là người ta thấy là lúc này đi à, tiểu hơi đêm tiểu ban đêm hay nhiều hơn lúc trước à, nhiều lần hơn đó nhiều lần lúc trước hoặc là người ta thấy là tự nhiên tay chân người ta có cảm giác tê bì hoặc yếu thoáng qua rồi nó hết những cái triệu chứng đó nó không có đặc hiệu cho một triệu chứng nào tăng huyết áp có thể lầm lẫn với những triệu chứng khác và đã xảy ra số ít người bởi vậy nhiều người cũng không có nhận biết được điều này và đây chính là cái chuyện mà chúng ta thấy rằng nó nguy hiểm tại sao tại vì có những người bị tăng huyết áp lâu ngày mà không biết gì hết á thì xảy ra biến cố đến khi nhập viện vì những cái biến cố biến chứng trên tim trên não trên mắt trên thận đó thì lúc đó người ta mới biết chính vì điều đó tăng huyết áp được đặt một cái tên đó là một cái sát thủ thầm lặng Thưa quý vị, như vậy là ở phần một chương trình chúng ta cũng đã được lắng nghe giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình cũng đã chia sẻ cho chúng ta để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn thế nào là bệnh lý tăng huyết áp và mong rằng là tất cả quý vị chúng ta cũng đã có thêm được những thông tin kiến thức để qua đó chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình. À, thưa giáo sư nhiều người bệnh vẫn thắc mắc là à, khi mà họ được đo huyết áp á, thì họ vẫn thường thấy là các bác sĩ ngoài xem những con số hiển thị ở trên máy ra thì họ vẫn thường nghe thêm nhịp tim à, như vậy thì mối quan hệ giữa nhịp tim và bệnh tăng huyết áp là gì thưa giáo sư thì trước khi mà nói về cái vấn đề về nhịp tim đó thì tôi xin bàn luận thêm để các các bạn rõ hơn chúng ta nói về nhịp tim Nhịp tim là khác với tần số tim Nhịp tim là nói là nhịp tim đều hay là nhịp tim không đều Cái nhịp tim đó nó xuất phát từ trong chỗ nào của trái tim Đó là ví dụ như nhịp xoan hay là nhịp bổ nối vân vân Thì đó trên từ chuyên môn Nhưng mà đó nói là chủ yếu là nói gì đều không đều Còn chúng ta có một khái niệm khác đó là tần số tim Tần số tim có nghĩa là số lần tim đập hay là số lần tim co bóp trong một phút Thì được gọi là tần số tim Như vậy hai chuyện này nó hoàn toàn khác nhau chúng ta không có gọi là uh, nhập nhằng giữa cái cái chữ nhịp tim và tần số tim thì trong cái chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến cái tần số tim chứ còn nhịp tim là một nếu mà rối loạn nhịp tim là một cái khái niệm rất là uh, sâu hơn và cái tình trạng bệnh lý nó nặng hơn thì chúng ta sẽ nói trong một cái chương trình khác ví dụ như là ngoại tâm thu hay là rung nhĩ hay là rung thất và vân vân đó là những cái rối loạn nhịp tim rất là nguy hiểm dành cho những người chuyên môn thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái chuyện đó là à, tần số tim có nghĩa là tim chúng ta đập bao nhiêu lần trong một phút chúng ta quan tâm đến điều đó như vậy huyết áp có khác nhau với nhịp tim có khác với tần số tim hay không Làm sao để phân biệt thì chúng tôi xin nói như thế này huyết áp là áp lực của máu tác động trên thành mạch nó không có uh, nó khác hẳn với tần số tim tần số tim là tim chúng ta đập bao nhiêu lần trong một phút thì gọi là tần số tim, còn nhịp tim đó là nhịp đều hay không đều, nhịp từ đâu? Chúng ta phân biệt rõ ra ba cái chuyện này. À, thì bây giờ khi mà chúng ta đo huyết áp đó, thường thường à, trong các máy điện tử, đó, trong các cái máy điện tử mà bây giờ tự đo đó, à, khi mà chúng ta đo thường thường là trên cái màn hình của cái máy đó nó có ba trị số, trị số trước chỉ số giữa, chỉ số trên, chỉ số giữa và chỉ số cuối nó hiện cuối cùng và cái chỉ số cuối cùng nó thường thường nó có trái tim cái dấu hiệu có thể là có trái tim mà không có trái tim như vậy ba chỉ số đó cái chỉ số đầu tiên nhất đó là gọi là chỉ số huyết áp tâm thu hay là gọi là số trên xong rồi cái chỉ số chính giữa đó thì gọi là huyết áp tâm trương uh, hay là gọi là số dưới còn cái mà cái cuối cùng đó cái số ba cuối cái chỉ số số ba cuối cùng đó là tần số tim là có nghĩa là tim chúng ta đập bao nhiêu lần trong một phút. Như vậy chúng tôi xin phân biệt rõ trị số huyết áp là gì, tần số tim là gì, nhịp tim là gì và khi chúng ta đo huyết áp thì chúng ta thấy đó là những cái nào. Đó là nói là nếu mà các bạn có một có một cái máy đo huyết áp Và tự động thì các bạn sẽ thấy được ba cái chỉ số như vậy và biết được cái nào là trị số về huyết áp và cái nào là trị số về tần số tim. Còn ở những cái người khác đối với bác sĩ thì có thể chúng ta dựa vào đó nhưng mà bác sĩ thường thường có thể là bắt mạch để biết được cái đếm là bao nhiêu mạch nảy lên trong một phút thì cũng gọi là tần số tim được hay là tần số mạch đó. nhưng mà điều mà gọi là chính xác nhất đối với người bác sĩ là gì là dùng ống nghe đặt trực tiếp trên tim á đặt trực tiếp lên thành ngực của chúng ta và nghe tim đập bùm tặc bùm tặc bùm tặc coi như bao nhiêu lần trong một phút thì đó là chính là tần số tim vậy thì đây chúng tôi xin chia sẻ đó là tần số tim là gì và làm sao để biết được tần số tim của mình là bao nhiêu bằng cách chúng ta nhìn vào máy đo huyết áp bằng cách chúng ta bắt mạch và chính xác nhất là chúng ta được bác sĩ nghe tim để coi là bao nhiêu lần trong một phút thì đó là chính xác nhất. Cái việc mà chúng ta theo dõi và kiểm soát bệnh lý của mình và việc mà thường xuyên đo huyết áp cũng là một trong những cách để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình tốt hơn. À, như vậy thì đối với những người mà bệnh tăng huyết áp à, tôi giáo sư như vậy thì nhịp tim của họ sẽ ở mức như thế nào để có thể đảm bảo an toàn và nhịp tim của họ thì như thế nào thì được gọi là bị rối loạn à? nói ở người bình thường trước đi thì ở người bình thường thì theo mà định nghĩa đó cái tầng số tim của mình đó thì được gọi là bình thường khi mà nó dao động từ 60 cho tới 100 lần một phút thì được gọi là tầng số tim bình thường à, nếu mà trên 100 lần một phút thì gọi là nhanh à, tần số tim nó nhanh hay là gọi là tim đập nhanh quá còn dưới 60 lần một phút thì được gọi là chậm mà gọi là chậm thì khi mà tim chúng ta đập nhanh quá đó thì có nghĩa là nó bắt trái tim chúng ta làm việc nhiều mà nếu làm việc nhiều như vậy mà lâu ngày à thì nó có thể dẫn đến trái tim chúng ta nó không còn khỏe nữa để gọi là suy tim đó Còn nếu mà tim chúng ta chậm quá dưới 60 lần mà thậm chí dưới 40 dưới 30 gì đó thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tiêm chúng ta bóp một lần vậy thì gọi là một lần trong một phút á, thì nó sẽ bơm máu đến các cơ quan nếu nó chậm quá thì nó không bơm máu đủ đến các cơ quan và cơ quan đầu tiên có thể là bơm máu lên não không đủ khiến chúng ta có cái triệu chứng là có thể là choáng váng hay gì nhiều người mà tiêm chậm quá thậm chí bị ngất đi luôn à, thì như vậy thì được gọi là à, nhịp tần số tiêm bình thường là bao nhiêu à, tần số tiêm nhanh rồi chậm và hậu quả của nhanh chậm đó là như thế nào đó thì yeah. xin chia sẻ thêm như vậy. Còn đối với người tăng huyết áp thì nhịp tim của họ ở mức như thế nào thì được gọi là an toàn ạ à? Hồi Nãy là chúng ta nói cái chỉ số là 60 đến 100 lần một phút đó là được gọi là bình thường. Nhưng mà thực sự á thì để cho một cái một tầng số tim mà gọi là tối ưu đó là tầng số tim tối ưu. Đặc biệt là khi mà có những cái tình trạng bệnh lý tim mạch khác đi kèm đó thì nó khác đi chứ không phải là dao động từ một 60 đến một 100 lần nữa. Thì như vậy bây giờ nói đến cái chuyện là một cái người bệnh một cái người theo rất là nhiều nghiên cứu một cái người mà không có bệnh tim mạch gì cả hay chưa có bệnh tim mạch gì cả mà tần số tim người ta nhanh. nhanh này có thể là uh, nhanh hơn 80, hơn 85 lần một phút thôi, hơn 90 thôi chứ không phải là trên 100 thì người ta thấy rằng ở những người nào mà tầng số tim người ta càng nhanh đó thì dễ xảy ra các biến cố tim mạch hơn. Đó là người bình thường chưa có bệnh tim gì hết á thì nó đã là, là như vậy rồi. Ví dụ như ở người mà tầng số tim dưới 70 lần một phút đó, thì tỷ lệ biến cố xảy ra trên 1.000 người chỉ là 3,3 phần 3,3 thôi. Nhưng mà nếu mà trên 85 lần một phút á vẫn còn trong mức mà chúng ta gọi là bình thường á thì cái tỷ lệ biến cố về tim mạch nó có thể xảy ra đến 10%. Như vậy là gì? trong cái dao động mà từ 60 cho tới 100 lần một phút mà chúng ta gọi là bình thường đó đó thì những người nào mà ở trên á, 85 lần trên một phút ở trên vân vân á thì nguy cơ xảy ra biến cố nhiều hơn vậy chúng ta có thể kết luận rằng là có thể là tần số tim mặc dù không trên 100 lần nhưng mà nó cũng có làm tăng cái nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch cho những người mà chưa có bệnh tim rồi bây giờ chúng ta nói thêm một chuyện khác đó là những người bị tăng huyết áp thì đối với những người bị tăng huyết áp đó, khi mà cái trị số huyết áp người ta càng cao lên á thì cái tỷ lệ tử vong do bệnh lý tim mạch của người đó nó càng cao. Ví dụ như nếu mà chúng ta thấy rằng huyết uh, áp của mình là 135 trên 85. Nếu bây giờ chúng ta tăng lên 155 trên 95 có nghĩa là cái số huyết áp tâm thu tăng lên 20 và số huyết áp tăng là tâm trương đó ở dưới đó tăng lên chỉ 10 thôi thì cái nguy cơ xảy ra cái biến cố tim mạch nó tăng lên gấp đôi rồi. Còn nếu mà huyết áp người đó tăng lên 175 trên 105 có nghĩa là tăng thêm 20 ở trên và 10 ở dưới nữa thì cái nguy cơ xảy ra tử vong tim mạch nó lại tăng lên gấp đôi nữa. Như vậy, đối với người tăng huyết áp, trị số tăng huyết áp tàn tăng lên thì cái nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và nguy cơ tử vong do bệnh lý tim mạch nó lại tăng lên hai lần, tăng lên bốn lần tùy sẽ nó tăng bao nhiêu. Rồi, và hồi nãy chúng ta cũng nhắc lại khái niệm nếu mà người đó tần số tim nó càng cao thì cũng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và tử vong tim mạch nó càng cao hai yếu tố đó vừa tăng huyết áp mà vừa có tăng tần số tim nữa thì cái nguy cơ tử vong tim mạch nó có thể tăng lên nhiều lần hơn nữa đó là ý thứ nhất mà tôi cũng muốn chia sẻ ý thứ hai là gì thông thường thông thường từng gặp đó là những cái người mà bị tăng huyết áp lại có tần số tim thường thường là nó cao hơn ở những cái người mà không có tăng huyết áp À, như vậy cái sự mà phối hợp giữa một người bị tăng huyết áp với tăng bằng số tim á nó nhiều mà khi phối hợp nó vừa nhiều mà nó lại làm tăng cái nguy cơ biến cố tim mạch nữa bởi vậy đó là một cái vấn đề chúng ta cần phải lưu ý à, khi mà chúng ta à, khảo sát một cộng đồng hay là gặp một người bệnh tăng huyết áp chúng ta phải coi chỉ số huyết áp của ta bao nhiêu vừa vừa thôi thì đỡ tăng quá thì nó nguy hiểm và chúng ta bắt buộc cũng phải khảo sát thêm biết thêm là tầng số tim của người ta bao nhiêu nếu tầng số tim ta tối ưu dưới 70 thì tốt còn nếu mà nó tên lên nữa thì nó sẽ không tốt cho người bệnh tại vì hai cái nguy cơ mà nó gặp nhau hay là nhiều nguy cơ mà nó gặp nhau thì cái nguy cơ xảy ra biến cố nó càng tăng lên thêm nữa không phải là cấp số cộng mà có thể là tăng lên theo cấp số nhân à, thưa quý vị chúng ta vừa được lắng nghe giáo sư tiến sĩ bác sĩ trương văn bình chia sẻ để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những khí cạnh đối với những bệnh lý tăng huyết áp và như chúng ta cũng đã biết thì đối với người trưởng thành thì nhịp tim sẽ dao động từ 60 cho tới 100 nhịp trong một phút nhưng đối với những người có bệnh lý tăng huyết áp cao nếu như mà nhịp tim tăng nhanh thì sẽ dễ dẫn đến những nguy cơ biến chứng nguy hiểm thậm chí là đến tính mạng của mình à, và thưa giáo sư cũng chính vì thế mà đối với những người bệnh tăng huyết áp cao thì họ vẫn thường được khuyên rằng là cần phải theo dõi nhịp tim nhưng mà họ cũng không biết là hình dung là cụ thể là chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể theo dõi nhịp tim sẵn đây là chắc nhờ giáo sư có thể chia sẻ giúp cho một số người bệnh tăng huyết áp cao thì họ có cái cách nào đơn giản nhất để có thể kiểm soát được nhịp tim của mình tại nhà. Như tôi đã chia sẻ trước rồi, chúng ta hiện thời thì có thể chúng ta có 3 cách để mà chúng ta biết được tim chúng ta đập bao nhiêu lần trong một phút, biết được tần số tim của mình. Việc thứ nhất đó là chúng ta có những máy đo huyết áp điện tử mà chúng ta tự đo ở nhà đó, chúng ta tự đo thì khi mà chúng ta tự đo như vậy thì máy đo huyết áp nó vừa đo được cái trị số huyết áp cho mình và nó thể hiện luôn là tim chúng ta đập bao nhiêu lần trong một phút bằng cách chúng ta coi trên cái màn hình của cái máy đo huyết áp đó chúng ta thấy có ba trị số trị số ở trên trị số giữa và trị số cuối cùng à, thì cái trị số cuối cùng đó à, đó chính là tần số tim của chúng ta là bao nhiêu thí à, dụ như là 87 lần một phút hay là 67 lần một phút vân vân đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì có thể là các anh chị cũng khó áp dụng đó là chúng ta phải à, học cách bắt mạch. À, chúng ta sẽ để tay chúng ta lên cái chỗ mà mạch đập ở chỗ mạch quay đó vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy là nó nảy lên trên tay của mình là bao nhiêu. Chúng ta sẽ để đồng hồ chúng ta thấy à, hết một vòng tức là một phút đó là đập bao nhiêu lần trong một phút chúng ta đếm à, và một cách nữa là chúng ta phải nhờ à, người có chuyên môn đó là bác sĩ khi khám bệnh thì mình hỏi à thưa bác sĩ là à, tim của chúng tôi đập bao nhiêu lần trong một phút thì bác sĩ khi lúc đó bắt mạch hoặc nghe tim à, chính xác nhất là nghe tim sẽ đó bác à tim của bác đập là 65 là một phút hay 66 lần một phút thì đó là những cái cách để mà chúng ta có thể biết là tim chúng ta đập bao nhiêu lần trong một phút Dạ, xin được cảm ơn giáo sư à, Thưa tất cả quý vị, từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta cũng đã được chia sẻ rất là nhiều những thông tin rất hữu ích liên quan đến bệnh lý tăng cao huyết áp và nếu như tất cả quý vị khán giả nào chưa theo dõi kịp chương trình ngày hôm nay thì không sao cả sau chương trình ngày hôm nay tất cả quý vị có thể đón theo dõi lại chương trình trên các kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện đào y dược thành phố hồ chí minh còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với chuyên gia ngày hôm nay à, thưa giáo sư lúc nãy thì chúng ta cũng đã được nghe nói rất nhiều đến cái việc mà rối loạn nhịp tim thì sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều đối với cơ thể của người bệnh như vậy thì uh, chúng ta có những cái dấu hiệu có những cái triệu chứng nào để có thể biết được là mình đang mắc phải tình trạng rối loạn nhịp tim và đến lúc nào thì chúng ta cần nên đi gặp bác sĩ ạ uh, chúng ta như là lúc đầu tôi đã chia sẻ là cái tình trạng rối loạn nhịp tim uh, về nhịp tim nó khác với tần số tim uh, thì thông thường nếu mà nói về tần số tim khi mà tần số tim chúng ta nhanh có nghĩa là trên 100 lần một phút thì chúng ta có thể cảm thấy cái triệu chứng nó hồi hộp đánh trống ngực mà hồi hộp đánh trong ngực có nghĩa là chúng ta thấy tim chúng ta nôn nao đập nhanh lên à, thì cũng gọi là có hội chứng hồi hộp triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực còn nếu mà chúng ta từng số tim chúng ta thấp xuống à, dưới 60 lần một phút thì khi mà đập chậm quá như vậy đó thì tim chúng ta sẽ đập mạnh chúng ta cũng có thể có cảm giác hồi hộp và đồng thời nếu mà nó chậm quá thì nó có thể gây ra những cái triệu chứng thiếu máu ở mô đặc biệt thiếu máu não chúng ta có thể thấy say sẩm rồi vân vân thì đó là những cái triệu chứng để chúng ta biết được là từng số tim chúng ta đập nhanh hay đập chậm còn nếu mà rối loạn nhịp tim đó thì nó lại khác hơn nữa rối loạn nhịp tim ví dụ như một bệnh nhân có tình trạng rung nhĩ là tim đập lộn xộn tùm đập, lộn đập tùm đập tùm tùm rất là lộn xộn thì lúc đó bệnh nhân cũng có triệu chứng là hồi hộp đánh trong ngực à, và nếu mà có những loại rối loạn nhịp nguy hiểm có thể là ngất có thể bị ngừng tim vân vân thì cái chuyện đó nó nằm ngoài cái chương trình hôm nay chúng tôi sẽ à, chia sẻ ở một cái dịp khác ở đây chỉ nói là cái triệu chứng khi mà bệnh nhân tim đập nhanh quá hoặc là triệu chứng khi bệnh nhân đập chậm quá nó như vậy mà thôi dạ, xin, cảm ơn sư. xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với phần 3 của chương trình ngày hôm nay đó là phương pháp kiểm soát nhịp tim đối với người bệnh tăng huyết áp. Đối với những trường hợp bị rối loạn nhịp tim từ người bệnh tăng huyết áp thì họ sẽ gặp những hệ lụy gì ạ? Ở đây thì tôi cũng xin chia sẻ rộng ra luôn Đối với một người bình thường chưa có mắc bệnh tim gì hết mà tần số người ta tim nhanh thì thứ nhất đó là có thể dẫn nếu mà lâu ngày có thể dẫn đến suy tim và đồng thời theo dõi về lâu về dài thì cái nhóm người mà tim nó đập nhanh như vậy đó rất là đều nhưng mà nhanh thôi chứ không phải là tình trạng rối loạn gì thì cái nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch nó cũng tăng lên rất là nhiều rồi còn đối với những người mà đã có bệnh tim đó thì nó càng quan trọng hơn nữa ví dụ như một người mà đã từng có bị suy tim thì luôn luôn là cái tầng số tim chúng ta phải kiểm soát làm sao đó dưới 70 lần một phút. Nếu mà trên 70 lần một phút thì cái nguy cơ mà bệnh tim suy tim nó nó nặng thêm và tử vong do suy tim đó nó tăng lên, đó là điều chắc chắn. Đối với những người mà bị đã từng bị bệnh lý động mạch vành, tức là bị thiếu máu cơ tim cục bộ cho rồi đó, nhồi máu cơ tim đó thì người ta lại khuyên là tầng số tim của người đó phải đập dưới 60 lần một phút nó dao động từ khoảng 56 cho tới 60 là tốt nhất. Còn nếu mà tăng lên 80, 90 đó thì dễ bị nhồi máu cơ tim lại hơn, dễ bị suy tim hơn, dễ bị những cái cơn thiếu máu cơ tim hơn. Và như vậy ở những người tăng huyết áp thì chúng ta sẽ à, là để phải tần số tim thì bao nhiêu thì mới là tốt. Thì à, tất cả các công trình nghiên cứu cũng nhờ đồng thuận của các chuyên gia thì những người bệnh tăng huyết áp, tăng huyết áp đơn thuần thôi đó thì chúng ta cũng nên là đưa cái tần số tim người ta dưới 70 lần một phút tốt nhất đó là khoảng từ 60 đến 70 lần trong một phút là tốt nhất dĩ nhiên là 71 72 thì cũng thể chấp nhận nhưng tốt nhất là từ 60 đến 70 lần một phút nếu mà cái tình trạng bệnh nhân bị tăng huyết áp mà có thêm thiếu máu cơ tim cục bộ thì cũng nên đưa xuống cỡ 60 58 60 lần một phút là tốt cho người bệnh của chúng ta như vậy thì đối trả lời trực tiếp cho câu hỏi này ở những người mà bị tăng huyết áp thì chúng ta phải à, giữ cái tầng số tim của người ta à, khoảng từ 60 lần cho tới 70 lần là tốt cho người bệnh. Yeah. Nếu mà chúng ta để trên 70 thậm chí 80, 85 thì cái nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch tử vong cho tim mạch nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Như vậy thì hiện nay thì chúng ta có những cái phương pháp nào để kiểm soát nhịp tim ở người bệnh tăng huyết áp ạ? về cái chuyện để kiểm soát cái tầng số tim cho người tăng huyết áp, tại chúng ta biết rằng tầng số tim nó ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, tăng huyết áp cũng có thể làm tăng cho tăng tầng số tim, tình trạng tinh thần lo lắng, lo âu, uh, suy nghĩ nhiều, căng thẳng đều làm tăng uh, tầng số tim của chúng ta lên hết, chúng ta thiếu luyện tập thể lực chúng ta kém, nó có thể làm tăng tầng số tim lên, uh, thiếu máu thể trạng nhợt nhạt quá thiếu máu cũng có thể làm tăng cái tần số tim lên à, ở những người có thai tần số tim nó cũng tăng ở những người mà bị bệnh tuyến giáp cường giáp thì tần số tim nó cũng tăng vậy có rất nhiều yếu tố làm tăng cái tần số tim của người bệnh lên thì khi mà mình thấy một người bị tăng huyết áp mà có tần số tim nó tăng lên như vậy đó thì chúng ta phải kiểm tra xem là bệnh nhân có yếu tố nào khác ngoài tăng huyết áp mà nó làm tăng bằng số tim thì chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề đó ví dụ có cường giáp thì chúng ta phải điều trị cường giáp có thiếu máu thì chúng ta phải tìm nguyên nhân điều trị thiếu máu tình trạng căng thẳng lo lắng lo âu vân vân nhiều thì chúng ta phải kiểm soát hết những trường hợp đó rồi thì chúng ta nghĩ à bây giờ chúng ta đã kiểm soát cái tất cả mọi chuyện rồi thể lực cũng tốt rồi mà tần số tim cũng vẫn còn nhanh thì lúc đó chúng ta mới quyết định là chúng ta tác động lên huyết áp và chúng ta tác động lên tần số tim à, bằng những cái phương pháp dùng thuốc để mà chúng ta có thể kiểm soát được tần số tim của người bệnh như vậy và nhắc đến cái việc dùng thuốc thì à, người bệnh hiện nay thì có thể kiểm soát nhịp tim bằng thuốc à, như vậy thì đến lúc nào thì họ cần phải dùng thuốc hả? à như là tôi đã nói đó thì à, chúng ta phần cần phải loại trừ tất cả những cái yếu tố khác mà nó tác động lên hệ thống tuần hoàn của chúng ta làm cho trái tim chúng ta đập nhanh thì khi mà chúng ta đã tác động chúng ta đã kiểm soát hết tất cả một yếu tố nguy cơ rồi thì chúng ta phải tập trung vào chuyện là vừa làm giảm được huyết áp tới cái mức mục tiêu mà chúng ta mong muốn và chúng ta phải giảm được tần số tim tới cái mức mục tiêu mà chúng ta mong muốn thì đối với biết áp thì khi mà có khi là chúng ta giải quyết được tình trạng huyết áp chúng ta điều trị bằng không bằng thuốc và điều trị bằng thuốc chúng ta hạ được huyết áp tới mức à, bình thường thì có thể tần số tim nó cũng hạ theo rồi nó hạ thêm dưới 75 lần một phút rồi chúng ta đạt được yêu cầu chúng ta mong muốn rồi còn nếu mà lúc mà chúng à, chúng ta dùng những loại thuốc thì khi mà dùng những loại thuốc hạ huyết áp đó, thì chúng ta phải tránh những cái loại thuốc mà nó có tác dụng phụ là làm cho tần số tim nó nhanh lên Ví dụ như có những cái loại thuốc mà vô mà tác dụng nhanh quá thì làm cho huyết áp hạ xuống đột độ ngột về tầng số tim nó cũng tự động nó tăng lên thì chúng ta phải tránh những cái loại thuốc mà uh, hạ áp mà khi uống đó huyết áp lại xuống trong tầng số tim lại tăng lên thì đó là điều mà chúng ta cần tránh còn nếu mà chúng ta dùng những loại thuốc không có tác động trên tầng số tim rồi mà tầng số tim người ta vẫn còn nhanh thì có những loại thuốc huyết áp vừa làm hạ được huyết áp mà cũng làm hạ dạ được cái tần số tim luôn. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có không không ít những cái loại mà có những được tác những dùng đó thì lúc đó thì người thầy thuốc sẽ chọn một cái loại thuốc vừa làm giảm được huyết áp vừa làm giảm được tần số tim cho người bệnh hoặc là thầy thuốc phải phối hợp thuốc một loại thuốc làm giảm huyết áp và phối hợp với một loại thuốc có thể giảm được tần số tim để mà chúng ta đạt cả hai mục đích đó là giảm được huyết áp và giảm được tần số tim cho người bệnh luôn. Như vậy thì cái việc và sử dụng thuốc thì cũng rất là hiệu quả. À, để giúp cho người bệnh có thể kiểm soát được nhịp tim của mình thế nhưng có một thực trạng là chúng ta thấy rằng là có một số người bệnh lại có cái thói quen là khi mà họ dùng thuốc để kiểm soát được nhịp tim và cảm thấy nhịp tim lại trở về trị số bình thường rồi thì lại cân không sử dụng thuốc nữa à, không biết là quan điểm của giáo sư về vấn đề này thì như thế nào ạ chúng ta nói một cách tuyệt đối là chúng ta sẽ kiểm soát những cái yếu tố nó ảnh hưởng đến tần số tim trước À, xong rồi chúng ta kiểm chúng ta đã kiểm soát hết rồi mà tần số tim còn nhanh à, thì chúng ta dùng đến đụng thuốc để mà chúng ta có thể làm cho tần số tim giảm bớt xuống à, thì đó là cái chuyện mà chúng ta một cách lý tưởng nhưng mà cũng có một cái cách là gì mình muốn là à, giải quyết cả cái yếu tố tác động trên làm tần số tim và cả dùng thuốc luôn à, để chúng ta kiểm soát sớm hơn chứ không cho đạt được và khi mà kiểm soát sớm hơn được như vậy đó khi chúng ta giải được được nguyên nhân thì lúc đó có thể là chúng ta có thể là tạm ngưng hoặc là giảm liều cái loại thuốc huyết áp mà nó làm chậm bớt tần số tim chúng ta à, dĩ nhiên là trong quá trình mà chúng ta giảm như vậy đó thì chúng ta phải theo dõi coi tim chúng ta phải có đập nhanh lên hay không thì đó là cái chuyện mà về mặt cơ bản chúng ta phải như vậy còn nếu mà chúng ta đã tác động hết tất cả các yếu tố rồi mà tần số tim chúng ta không có giảm được chúng ta phải dùng thuốc để mà chúng ta giảm cái tần số tim thì xin thưa với quý vị là thuốc thì nó vào người chúng mình thì nó ở trong người mình à, cùng lắm là một ngày hai ngày thôi à, à nếu mà chúng ta tần số tim chúng ta đạt được cái mức mục tiêu đó rồi mà chúng ta nghỉ thuốc dĩ nhiên là lúc đó à, tim nó sẽ nhanh lên trở lại thậm chí là có những trường hợp nó giống như phản ứng dội mình ngưng đột ngột những loại thuốc mà chúng ta chậm đi để tim nó càng, càng, càng nhanh hơn hơn nữa như vậy thì khi mà đã dùng thuốc à, để hạ áp trong đó có tác dụng làm giảm bớt tần số tim hoặc là chúng ta dùng cái thuốc để giảm tần số tim không thôi đó thì muốn giảm liều hay là muốn nghỉ thì nguyên tắc của người thầy thuốc đó là phải từ từ chứ không được đột ngột và đồng thời chuyện đó nên do bác sĩ chỉ định đừng có tự mình ngưng thuốc một cách đột ngột rồi huyết áp nó lại bùng lên tần số tim lại nhanh lên quá thì lúc đó lại à, xảy ra những cái biến cố không mong muốn thì thật là nguy hiểm và xin được cảm ơn giáo sư và hy vọng rằng là đối với tất cả quý vị khán giả nhất là những người nào đang mắc phải tình trạng bệnh tăng huyết áp cao thì chúng ta cũng cần phải lưu ý trong cái vấn đề mà chúng ta thường phải sử dụng thuốc việc mà chúng ta ngưng thuốc đột ngột nó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mình và mong rằng là tất cả quý vị chúng ta cũng đã có được những thông tin kiến thức từ phía chuyên gia đã chia sẻ cho tất cả quý vị về vấn đề này và thưa giáo sư ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc ra thì hiện nay tại bệnh viện Đạo Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh có những cái phương pháp nào can thiệp về nhịp tim đối với người bệnh tăng huyết áp cao ạ? Ở đây thì cũng xin nhắc lại là nếu mà rối loạn nhịp tim thì có rất là nhiều phương pháp để mà chúng ta điều trị rối loạn nhịp tim. À, ví dụ như rung nhĩ chúng ta có những cái biện pháp để mà chúng ta thăm dò chúng ta cắt đốt để cho nhịp tim nó trở lại bình thường. Đối với ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu mà tim đập lộn xộn Uh, có những cái nhịp đến sớm vân vân thì chúng ta có thể là chúng ta dùng thuốc, chúng ta có thể thăm dò để mà chúng ta giải quyết những trường hợp đó. Còn riêng đối với tần số tim mà nó chỉ nhanh thôi đó, nhanh thôi. Ví dụ như 90 lần một phút hay là 105 lần một phút vân vân đó thì như tôi đã uh, chia sẻ uh, lúc trước đó là chúng ta phải tác động, phải tìm kiếm tất cả những cái nguyên nhân nào có thể gây nên tần số tim đó nhờ tần số tim mà nó nhanh đó và khi mà chúng ta đã can thiệp tất cả những đó mà còn nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc để mà chúng ta có thể giải quyết kiểm soát cái tần số tim nhanh của người bệnh. Thưa giáo sư trong quá trình mà thăm khám và điều trị của mình thì giáo sư thấy là người bệnh thường mắc phải những cái sai lầm như thế nào trong việc kiểm soát nhịp tim trong điều trị bệnh tăng huyết áp cao ạ? À? người bệnh hay mắc sai lầm thì thật sự đó uh, cái cái uh, hiểu biết về cái tần số tim nó quan trọng như thế nào đối với người bệnh thì uh, có khi người bệnh uh, chưa có rõ thì đó là nhiệm vụ của người thầy thuốc phải chia sẻ với người bệnh rằng là tần số tim nó cũng rất là quan trọng. Uh, khi mà đo huyết áp mà chúng ta chỉ 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 quan tâm đến trị số huyết áp là huyết áp nó xuống được bao nhiêu ví dụ huyết áp tâm thu là 120 trên 70 mình cảm thấy rất là yên tâm rồi uh, nhưng mà chúng ta sao phải chú ý đến cái tầng số tim nữa? Chứ Nếu mà chúng ta chỉ chú ý đến trị số huyết áp không, mà chúng ta không chú ý tầng số tim là chúng ta thiếu sót. Thì thông thường người bệnh chưa hiểu biết, bởi vậy có khi là chưa quan tâm. thì nhiệm vụ của người thầy thuốc à, là phải giải thích cho người bệnh huyết áp đạt được mục tiêu rồi, nhưng mà tầng số tim cũng cần phải đạt được mức mục tiêu. thì hai cái đó nếu đạt được mức mục tiêu hết thì cái kết quả điều trị à, thì nó mới thật sự là tốt nhất cho người bệnh. Chứ nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến một yếu tố trị số huyết áp không thì nó sẽ là không có đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn là tốt nhất. Và có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất đối với những người bệnh tăng huyết áp cao thì một trong những cái vấn đề và họ cũng được khuyên nhiều nhất là về chế độ dinh dưỡng và tập luyện. À, sẵn đây thì nhờ giáo sư có thể có những cái lời khuyên nào dành cho những người mắc bệnh tăng huyết áp cao về chế độ dinh dưỡng và tập luyện như thế nào để phù hợp để có thể kiểm soát được nhịp tim và giúp cho huyết áp của mình luôn tốt vậy. À? Về chế độ ăn uống thì nếu một người bị tăng huyết áp thì người ta có cái chế độ ăn uống riêng dành cho người tăng huyết áp. Ví dụ như chế độ ăn uống của người địa Trung Hải, chế độ ăn uống DASH và vân vân. Thì trong đó tập trung vào chủ yếu nhiều là rau là quả là các loại hạt, ngũ cốc rồi vân vân. À, chứ giảm thiểu việc mà chúng ta dùng đạm, chất đạm động vật tức là những cái loại thịt và vân vân thì dĩ nhiên là giảm rồi. À, riêng đối với những cái người mà có tần số tim nhanh đó À, chúng ta quan tâm đến vấn đề ăn uống thì trong những cái loại thức ăn hay thức uống mà có những cái chất mà nó kích thích hệ tuần hoàn chúng ta làm tim nhanh ví dụ như cà phê cà phê là một cái loại thuốc là là một chất mà có thể làm kích thích làm cho tim chúng ta đập nhanh hơn thì đó là nếu mà những người nào có tần số tim nhanh thì chúng ta nghĩ là nên tránh đi hoặc là uống trà trong trà nó có teophilin nó cũng có thể làm cho uh, tim nó nhanh lên như vậy tránh những chất in hay là teophilin trong trà thì có thể làm cho uh, tim chúng ta nhanh lên À, thì chúng ta nên tránh à, những cái à, à, thức ăn và thức uống như vậy về mặt sinh hoạt và tập luyện <laughs> thì à, người ta cảm thấy là ở những người mà lực sĩ đó thì tần số tiền ta thấp xuống đó mà năm mươi mấy năm mươi lần một phút thôi vậy chứng tỏ rằng cái việc mà tập luyện đó nó làm cho tần số tiêm chúng ta giảm bớt như vậy như ở những người nào mà thiếu tập luyện thì thường thường là tần số tiềm ta nhanh vậy sau khi mà kiểm soát được cái trị số huyết áp rồi đó thì chúng ta nên phải có một cái chế độ tập luyện À, ví dụ như chúng ta phải tập luyện thể lực ở mức độ trung bình 25 phút trong một ngày. Sau đó nếu chúng ta có cái thể lực tốt hơn thì tần số tim chúng ta nó sẽ giảm bớt và chúng ta có thể giảm đến cái mức mà mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Như vậy chế độ ăn uống, đừng có ăn mặn, ăn nhiều chất rau quả và ngũ cốc nhiều hơn là vấn đề thịt à, chúng ta luyện tập và 25 phút trong một ngày khi mà huyết áp chúng ta đã kiểm soát được rồi. Với thể lực tốt hơn thì tần số tim nó sẽ tốt hơn. Đó là những cái biện pháp mà chúng ta thấy rằng có thể giúp ích cho chúng ta kiểm soát được cái tần số tim bên cạnh việc chúng ta dùng thuốc. Khi mà chúng ta làm được những điều này tốt rồi thì chúng ta có thể giảm bớt được bớt cái liều thuốc hạ áp, thậm chí là chúng ta giảm bớt được cái liều thuốc làm giảm bớt tần số tim của chúng ta. Cái việc mà ăn uống thì bản thân của bản thân của người bệnh cũng như là người thân trong gia đình thì có thể kiểm soát được giúp cho người bệnh à, để chúng ta có sức khỏe tốt nhưng mà về cái vấn đề mà tập luyện thì à, nếu như mà không có điều kiện mà chúng ta tập luyện ở một trung tâm chúng ta tập luyện ở nhà thì chúng ta có những cái động tác hay cái phương pháp nào có dễ dễ dàng tập luyện. Chúng tôi nghĩ là uh, rẻ tiền và và ít có tốn thời gian phải đi đến tập đó là những phương pháp chúng ta đi bộ. Nếu mà có những cái có những cái chương trình có những cái dụng cụ mà người ta có thể đếm được những bước chân đi bộ chúng ta suốt trong một ngày à, không chỉ là chỗ tập luyện đó mà trong cái môi trường làm việc vân vân thì chúng ta phải siêng năng đi bộ à, đi bộ này cũng nhiều lắm các anh chị à, thấy là khi mà chúng ta đi được 10.000 bước thì à, sẽ là tốt nhất nếu mà người 10.000 bước tính ra cũng là năm sáu cây số vậy đi bộ một ngày khá nhiều hoặc là chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể à, tập chạy bộ mức độ vừa phải thì đó là những biện pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể áp dụng mà mọi lúc mọi nơi ở trong những môi trường mà chúng ta không có sẵn những cái phương tiện để mà chúng ta tập luyện thì cái đó cũng là tốt cho à, sức khỏe của chúng ta yeah. thưa quý vị và các bạn chúng ta đang cùng theo dõi chương trình sống khỏe sẻ chia và chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh bay và youtube của bệnh viện đại học y dược thành phố Hồ chí minh với chủ đề ảnh hưởng của nhịp tim lên người bệnh tăng huyết áp và đây là chương trình chúng tôi tương tác của tất cả quý vị khán giả với chuyên gia của chương trình nên hầu như thời lượng của chúng tôi cũng ưu tiên dành cho những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả gửi về cho chúng tôi và thưa giáo sư ngay sau đây thì xin mời giáo sư sẽ cùng giải đáp một vài những câu hỏi thắc mắc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình ạ và đây là câu hỏi của bạn Thùy Dương bạn có đặt câu hỏi là à, thưa giáo sư tôi hay bị đánh trống ngực và cảm giác rằng nhịp tim của mình đánh nhanh ngay cả khi đang nằm nghỉ tôi không có tiền sử bình tim nhưng lại có thói quen là gối cao đầu khi nằm không biết là có ảnh hưởng đến nhịp tim hay không và có hay gây hay hay hại gì hay không lúc thức dậy thì tim tôi cũng đập nhanh hơn bình thường mong bác sĩ tư vấn với bạn về mặt y học thì cái thói quen mà nằm gối cao à khi mà chúng ta nằm gối cái đầu cao lên đó, thì nó không có ảnh hưởng gì đến tim mạch và nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình trạng nhịp tim nhanh à, như vậy thì cái cảm giác mà tim đập nhanh rồi hồi hộp đánh trống ngực đó thì à, tôi nghĩ là dù cho không có tiền sử bệnh tim có nghĩa là tiền sử tiền hồi xưa nhưng bây giờ thì chúng ta nên đi khám bệnh à, không phải là khám bệnh tim không mà chúng ta phải khám tổng quát hết thử xem vì sao mà tim chúng ta đập nhanh như tôi đã chia sẻ trong cái phần mà phần và phần, phần trước đó thì à, những cái tình trạng khác có thể là làm cho tim chúng ta đập nhanh ví dụ như là thiếu thể lực chúng ta thiếu tập luyện tim chúng ta cũng sẽ đập nhanh lên để bù trừ cho cái diện thiếu thể lực chúng ta nếu mà chúng ta có tình trạng thiếu máu thiếu máu chung trong toàn cơ thể thì cũng thể làm cho tim chúng ta đập nhanh lên à, nếu mà chúng ta có cường giáp chúng ta tim cũng đập nhanh lên hoặc là bạn đang ở trong một tình trạng nó căng thẳng công việc nó dồn dập nhiều quá cái nhịp sống nó càng tăng lên thì có thể là tình trạng tim À, của bạn nó cũng đập nhanh lên. Vậy trước tiên là chúng ta phải đi tìm xem có cái yếu tố nào khác ngoài tim mà nó ảnh hưởng lên tăng 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 cái tần số tim. Và nếu mà chúng ta không có những tình trạng đó thì chúng ta có thể ở trong một tình trạng gọi là cường giao cảm, à, cường giao cảm lúc đó tim chúng ta sẽ đập nhanh lên. Hay là chúng ta có một cái bệnh tim nào đó nó dẫn đến tình trạng viêm nhanh thì lúc đó bác sĩ chuyên khoa về tim mạch sẽ tìm ra và sẽ có cái giải pháp cho à, các bạn để mà À, có thể là có cái vấn đề xử trí à, cụ thể nhất cho các bạn à, để trả lại cái tình trạng mà à tim nó đập một cách bình thường, cảm giác thoải mái hơn, cái chất lượng cuộc sống của bạn có thể tốt hơn. À, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Thùy Dương và mong rằng là với phần giải đáp từ phía giáo sư thì bạn cũng đã hiểu rõ hơn về vấn đề của mình. À, chắc có lẽ là chúng ta cần phải đi thăm khám để tìm hiểu được cụ thể về nguyên nhân về tình trạng mà bạn đang gặp phải. Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của bạn Hoàng Nhân. À, thưa giáo sư, bạn Hoàng Nhân có đặt câu hỏi là ba em năm nay 57 tuổi, được chẩn đoán là tăng huyết áp đã hơn 2 năm nay. Tỉnh thoảng thì ba em quên lịch khám và cũng quên luôn việc uống thuốc. Và em có nhắc nhở nhiều lần nhưng vì công việc bận rộn cũng không thể nhắc ba liên tục. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến sức khỏe và liệu ba em có bị biến chứng vì quên uống thuốc hay không? Thưa bạn Hoàng Nhân, cái câu hỏi này là một phản ảnh một cái thực tế rất là thường gặp trong cái điều trị tăng huyết áp trong điều trị tăng huyết áp đó thì một vấn đề mà rất quan tâm mà mà được khuyến cáo lên mức độ mà cao nhất là chúng ta phải à, quan tâm và chúng ta phải thực hiện đó là vấn đề tuân thủ điều trị à, trường hợp của ba em như thế này thì đó là một trường hợp mà không có tuân thủ điều trị à, và người ta cũng đã chứng minh rồi nếu mà chúng ta không tuân thủ điều trị đó thì cái tỷ lệ xảy ra các biến cố nó cao hơn là ở cái nhóm người mà tuân thủ điều trị với những người mà không tuân thủ điều trị có nghĩa là có lúc uống thuốc rồi lúc nghỉ như vậy cứ huyết áp à, của những người đó lúc thì tăng lên lúc thì giảm xuống mức độ bình thường lúc thì tăng lên và tần số tim cũng vậy có lúc tăng lên có lúc giảm xuống như vậy và thậm chí là cái lúc mà nghỉ thuốc đó nó lại tăng phản ứng dội nó dội hơn nó tăng lên cao hơn thì nó sẽ xảy ra những biến cố hơn như vậy vấn đề là chúng ta phải tuân thủ điều trị cho nó tốt uống thuốc đều đặn mỗi ngày thì cái kiểm soát được huyết áp, kiểm soát được tần số tim tốt hơn. Bây giờ làm sao để chúng ta có thể cải thiện được cái tuân thủ điều trị của cái người bệnh tăng huyết áp. Việc đầu tiên đó là cái thuốc uống đó nó phải đơn giản, dễ thực hiện. À, nếu mà chúng ta sử dụng thuốc huyết áp ba bốn loại xong rồi thuốc chậm tần số tim mấy loại xong rồi thêm thuốc về À, thuốc bổ là vân vân hay thuốc điều trị axit uric vân vân nhiều quá thì cái chuyện tuân thủ điều trị nó không có cao vậy thì cái người bác sĩ phải chọn lựa một cái công thức điều trị nào mà dễ thực hiện à, và cũng khuyến khích người bệnh là uống thuốc đúng giờ với một cái công việc nào đó thì cái việc tuân thủ điều trị nó mới tốt hơn như vậy cần phải tuân thủ điều trị nếu không tuân thủ điều trị thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe là chắc chắn rồi đó dễ bị biến chứng hơn vì những cái chuyện quên uống thuốc đó là điều chắc chắn Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Hoàng Nhân và mong rằng là bạn sẽ hỗ trợ và luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của ba bạn bằng cách là sẽ đốc thức ba bạn tuân thủ về kết quả điều trị cũng như là tuân thủ về việc uống thuốc. À, thưa giáo sư, chúng ta nhận được câu hỏi từ bạn Du Em. Bạn có đặt câu hỏi là à, Thưa giáo sư, mẹ của em 65 tuổi, làm nông, thỉnh thoảng bị ngất. Mẹ em đã khám tổng quát thì mọi kết quả bình thường. Sau đó khám tại bệnh viện địa phương thì bác sĩ cho đeo máy Holter theo dõi nhịp tim là 24 giờ, kết luận là rối loạn nhịp ban đêm và có cho thuốc về uống. Em có thắc mắc là lúc ở nhà mẹ em toàn ngất ban ngày mà kết quả đo ra là rối loạn nhịp ban đêm. Hôm đeo máy do trời nóng nên mẹ em chỉ ở trong nhà ít vận động, không giống như sinh hoạt hàng ngày ở nhà. Như vậy có làm ảnh hưởng đến kết quả nhịp tim 24 giờ hay không? Mong giáo sư tư vấn thêm về chế độ ăn uống sinh hoạt cho mẹ em. À, À, tôi xin nói như thế này à, Cái hôn tơ theo dõi nhịp tim Có nghĩa là gì Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái à, dụng cụ Là một cái máy à, gắn trên người Để mà chúng ta theo dõi Cái tim chúng ta đập như thế nào Trong suốt 24 tiếng đồng hồ Thì khi mà đeo cái máy đó Thì nó giống như Một cái ghi nhận vào một cái đĩa Bác sĩ sẽ lấy cái đĩa đó ra đưa vào hệ thống Và chúng ta đọc để chúng ta biết Tim chúng ta đập như thế nào trong suốt 24 tiếng đồng hồ đó Tim chúng ta đập nhanh hay là tim chúng ta đập chậm hay là tim chúng ta đập bỏ nhịp hay là tim chúng ta ngừng lúc nào thì đó, họ cái Hunter ECG hay là theo dõi nhịp tim 24 giờ nó sẽ chọn kết quả chúng ta như vậy hết. Như vậy khi mà làm cái Hunter 24 giờ như vậy thì bác sĩ sẽ căn dặn người nhà cũng như người bệnh là có những lúc nào mà có triệu chứng khó chịu vân vân thì phải cứ ghi cái giờ đó để xem là cái giờ đó khi mà ta đọc nó đang là tim mình như thế nào thì có thể có những lúc có triệu chứng nhưng mà tim lúc đó bình thường vậy triệu chứng đó là do nguyên nhân khác nhưng mà cũng có những lúc là nó trùng hợp với nhau ờ giải thích bị ngất đó là do tim nó đập chậm quá hay do tim nó ngưng thì mình sẽ trả lời kết quả được như vậy à, dĩ nhiên là có khi là đo 24 tiếng đồng hồ thì trong suốt 24 tiếng đồng hồ đó à, tim không có lộn xộn và bệnh nhân không có triệu chứng gì hết có khi là phải đo tiếp tục mấy ngày khác nữa à, thế giới bây giờ thì có những cái loại mà chúng ta thấy có thể theo dõi đến 6 tháng để nó biết trong 6 tháng đó có xảy ra chuyện gì hay không thì đó chuyện mà chia sẻ về cái chỉ định cũng như là cái tác động mà cái kết quả cái hiệu quả của cái việc đơn đeo cái máy Hunter theo dõi nhịp tim 24 giờ là như thế nào bây giờ quay lại cái trường hợp của mẹ em à, thỉnh thoảng bị ngất có nghĩa ngất có nghĩa là gì định nghĩa xỉu có nghĩa là chúng ta thấy là gục xuống nhưng mà vẫn còn biết xung quanh vậy thì gọi là xỉu thôi còn ngất có nghĩa là gì ngất có nghĩa là gục xuống mà không biết xung quanh nữa mất trí giác luôn thì phải ngất như vậy khẳng định của mẹ trong trường hợp này mẹ em bị xỉu hay là bị ngất à. cái chuyện mà bị ngất như vậy đó nó do nhiều nguyên nhân lắm chứ không phải chỉ là một nguyên nhân là do tần số tim tim chúng ta mà đập nhanh quá thì nó cũng có thể gây ngất nhanh mà thí dụ trên một trăm sáu trăm bảy trăm tám lần trong một phút cũng có thể gây ngất chậm quá ba chục lần bốn chục lần một phút cũng ngất thứ hai nữa là huyết áp mà tụt quá cũng ngất đường huyết mà tụt quá có khi cũng ngất và những người mà bị bệnh thần kinh bị động kinh cũng ngất vân vân cơn thoáng thiếu máu não do cái chuyện mà hẹp mạch máu co tắc mạch não cũng ngất như vậy có nhiều nguyên nhân ngất lắm khi mà chúng ta đo Hunter 24 giờ mấy lần mà chúng ta không thấy được rối loạn nhịp tim mà có thể gây ra ngất thì chúng ta phải tìm thêm là có nguyên nhân nào ngất hay không vậy trong cái vấn đề xác định là ngất rồi mà muốn tìm thì phải vừa có bác sĩ tim mạch vừa có bác sĩ thần kinh và có thể phải thăm khám nhiều lần, có làm monitor nhiều lần thì mới có thể biết được cái nguyên nhân ngất này là do cái gì thì mới có thể trả lời được và tôi xin nói ngất là một cái trạng thái nguy hiểm đó chúng ta phải uh, được theo dõi được đủ chuyên gia về tim mạch về thần kinh uh, thăm khám rồi mới có thể phát hiện ra được nguyên nhân ngất mà khi phát hiện được nguyên nhân thì chúng ta mới điều trị được chứ còn nếu mà chúng ta không có quan tâm chúng ta thấy một lần mà không có khám phá được chúng ta ngưng đi thì có thể ngất ở trong những cái hoàn cảnh mà nó nguy hiểm ví dụ như đang leo cầu thang hay là đang nấu ăn trong bếp vân vân nếu mà ngất hay là đang bơi lội mà ngất thì nó rất là nguy hiểm như vậy trong trường hợp này phải cần phải quan tâm cần phải được bác sĩ tim mạch thăm khám thêm bác sĩ thần kinh cho ý kiến thêm nữa thì chúng ta mới có thể đi đến được đích là tìm được nguyên nhân và điều trị nguyên nhân của ngất này xin được cảm ơn giáo sư và hy vọng rằng là bạn UEM em cũng đã lắng nghe được phần chia sẻ của giáo sư và chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về tính chất tình trạng bệnh của mình và nếu cần thiết thì chúng ta nên đi thăm khám để chúng ta tìm hiểu được một nguyên nhân một cách rõ ràng nhất và cũng liên quan đến việc mà đánh trống ngực mà nhịp tim nhanh thì ở đây chúng ta có câu hỏi của bé Xu, Xu Nhiến, bác bé có đặt câu hỏi là con là nữ năm nay 25 tuổi dạo à, gần đây thì con hay bị tim đập nhanh nhất là khi thay đổi tư thế bình thường dù chỉ đầy bộ hay là vận động nhẹ thì con cũng dễ bị đánh trống ngực và khó thở xin giáo sư cho biết là các triệu chứng này là bệnh lý gì và con cần được thăm khám như thế nào? Triệu à, chứng à, tim đập nhanh à, nhất là khi thay đổi tư thế, à, hay vận động nhẹ rồi cũng dễ bị đánh trong ngực. Thì à, việc đầu tiên là chúng ta nên loại trừ à, bệnh lý tim mạch là có hay không. Mà sau khi mà loại trừ bệnh lý tim mạch là có hay không, rồi chúng ta phải coi đến những cái nguyên nhân mà như tôi vừa trình bày trước, đó là về vấn đề thể lực của các bạn ăn uống, luyện tập như thế nào à thể lực có tốt hay không việc thứ hai là có những bệnh lý khác ví dụ như là thiếu máu toàn bộ mình bị thiếu máu có bị xanh sao đi hay không mà thử công thức máu thấy tình trạng hồng cầu của mình nó như nào số lượng chất lượng của hồng cầu của chúng ta như thế nào chúng ta phải coi chúng ta có bị bú cổ có bị cường giáp hay không à, chúng ta có xem là à, chúng ta đang ở trong một trạng thái mà gọi là bị à, lo lắng kích thích à, trong một thời gian dài à nó như thế nào và cái tình trạng à, có một cái tình trạng cường giao cảm hay không thì tất cả cái chuyện đó phải được khám xét và chúng ta phải tìm ra nguyên nhân có những cái chuyện chúng ta giải quyết rất là nhanh nhưng mà cũng có những cái chuyện chúng ta cần phải giải quyết một cái thời gian lâu thì nó mới trở lại trạng thái bình thường được thì em chắc là phải đi thăm khám ở bác sĩ tim mạch cũng như là à, những bác sĩ khác à, để có thể tìm ra được cái nguyên nhân à, nào khiến cho tim của em đập nhanh như thế này À, xin được cảm ơn uh, câu hỏi của bạn uh, Xu, Xu Yến và ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều câu hỏi của tất cả quý vị gửi về cho chương trình và ở trong này thì có một số câu hỏi cũng đã được giáo sư, uh, tiến sĩ, bác sĩ của chúng ta chia sẻ rồi uh, quý vị có thể đón theo dõi là chương trình trên các kênh truyền thông y tế chính thống của Bệnh viện học viện Thành phố Hồ Chí Minh còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu hỏi của bạn Lâm Đình à, Thứ giáo sư, bạn Lâm Đình có đặt câu hỏi là tôi năm nay 38 tuổi có thói quen hút thuốc lá đã lâu Mỗi khi căng thẳng thì tim tôi thường đập nhanh hơn, thỉnh thoảng còn vã mồ hôi và chóng mặt. Xin giáo sư cho biết là có phải tôi bị tăng huyết áp hay không? Và tôi thấy bệnh này chỉ thường gặp ở những người cao tuổi nên rất lo lắng. Tôi còn có thói quen là chơi tennis với bạn bè vào buổi cuối tuần. Nếu bị tăng huyết áp thì liệu tôi có cần phải ngưng chơi tennis hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. À, câu hỏi của các bạn có cái phần khó mà cũng có phần rất là dễ. Bây giờ. À, bạn hỏi tôi là xin cho bác sĩ cho tôi biết là tôi có phải bị tăng huyết áp hay không thì câu hỏi này dễ lắm, trả lời trong vòng vài phút thôi à. Là bạn đến cơ sở y tế hay là có máy đo huyết áp ở nhà chúng ta đo chỉ trong vòng mấy phút thôi, 10 phút thôi đo một lần xong rồi kiểm lại thêm một lần nữa, à, chiều tối kiểm lại một lần nữa thì chúng ta biết là chúng ta bị tăng huyết áp hay không thì cái việc chẩn đoán tăng huyết áp rất là dễ dàng. Như vậy thì các bạn đừng có lo lắng là tôi bị tăng huyết áp hay không mà để từ ngày này ngày khác, hãy đi đo huyết áp đi tự mình đo cũng được hay là để cơ sở y tế đo cũng được Rồi trả lời ngay là mình bị tăng huyết áp hay là không có tăng huyết áp rồi đó là cái chuyện mà dễ về chuyện là nếu mà bạn tăng huyết áp thì các bạn có được đánh tennis hay không thì như thế này à, nếu mà tăng huyết áp của các bạn mà chưa có tổn thương cơ quan đích có nghĩa là chưa có làm uh, suy tim chưa có làm thiếu máu cơ tim cục bộ uh, chưa có làm bị thiếu máu ở chân uh, chưa có những cái tai biến mạch máu não vân vân thì uh, sau khi mà kiểm soát huyết áp về cái mức độ mà mục tiêu cho phép thì bạn có thể chơi tennis được thì bạn có thể chơi tennis được còn nếu mà bạn mà đã tăng huyết áp mà đã lâu ngày mà đã có tổn thương cơ quan đích này có biến chứng rồi thì tôi khuyên các bạn không nên chơi những cái môn mà đối kháng có tính cách trực tiếp như thế này và chúng ta gắn sức nhiều quá thì đó là cái điều không nên À, đó là cái trả lời cái ý tiếp theo các bạn là có thói quen chơi tennis với bạn bè thì bây giờ tăng huyết áp chơi được hay không thì tôi phân tích như vậy để mà các bạn có thể tuân thủ theo. Bây giờ nói đến vấn đề hút thuốc lá thì hút thuốc lá thì theo cái quan niệm dân gian thường 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 là nó ảnh hưởng đến phổi. Các bạn coi là trên cái gói thuốc lá đó người ta thấy là những cái người mà bị hút thuốc lá xong rồi có điếu thuốc mà đâm xuyên qua phổi hư phổi rồi vân vân nhưng mà thật sự hút thuốc lá nó là một cái yếu tố nguy cơ tim mạch rất là mạnh đó có nghĩa là những người bị hút thuốc lá này thì chắc chắn là sẽ tăng cái nguy cơ bị sơ vữa động mạch bị xảy ra những biến cố như là nhồi máu cơ tim hay là đột quỵ như vậy đối với thói quen hút thuốc lá này chắc chắn là nếu mà được tôi khuyên bạn nên là bỏ hẳn thuốc lá luôn đi thì lúc đó cái sức khỏe và tim mạch của bạn nó sẽ tốt hơn À, mỗi khi căng thẳng tim đập nhanh đó là một cái điều rất là thường nhưng mà đập nhanh là nhanh bao nhiêu và khi căng thẳng của bạn cái sự căng thẳng này nó dồn nén càng lâu ngày thì tim chúng ta hệ thống tuần hoàng chúng ta nó được kích thích lập đi lặp lại qua nhiều ngày thì nó trở nên nhạy cảm hơn tới một lúc nào đó các bạn chỉ cần căng thẳng vừa phải thôi thì tim mình cũng đã đập nhanh rồi như vậy cái trạng thái mà căng thẳng này cần phải được giải quyết càng sớm càng tốt chứ nếu mà để càng lâu thì hệ thống tim mạch chúng ta càng, được, càng bị kích thích hơn nữa và nó có thể là ngoài cái chuyện tim đập nhanh này ảnh hưởng hệ thống tim mạch nó còn ảnh hưởng đến những chuyện về tăng huyết áp về chuyện về bệnh lý mạch vành vân vật thì đó là tôi khuyên bạn có những yếu tố về hút thuốc lá lo lắng về tăng huyết áp hay không và nếu mà bị tăng huyết áp thì hoạt động thể lực như thế nào cụ thể là tennis như thế nào thì tôi chia sẻ như vậy thì mong muốn là bạn bỏ được thuốc lá À, bớt tình trạng căng thẳng đi đo huyết áp cho mình coi nó cao hay không nếu mà không cao thì rất tốt tập luyện bình thường thôi còn nếu mà có tăng huyết áp thì à, phải điều chỉnh huyết áp về tới mức à, à, mục tiêu à, khảo sát coi có biến chứng nào trên cơ quan của mình chưa và sau đó chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ chơi cái môn thể thao nào phù hợp nhất với tình trạng bệnh lý của chúng ta dạ. à, cái việc mà hút thuốc lá và những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày thì cũng ảnh hưởng đến cái việc mà tăng huyết áp À, ở đây thì chúng ta thấy là có câu hỏi của bạn Phạm Hải thì bạn có đặt một câu hỏi liên quan đến cái vấn đề mà về dinh dưỡng ăn uống bạn hỏi rằng là tôi nghe nhiều người bảo là nếu như mà ăn mặn thì sẽ bị cao huyết áp điều này có đúng hay không và nếu như người bị tăng huyết áp thì có cần phải kiêng ăn mặn luôn hay không mong bác sĩ tư vấn theo nhiều nghiên cứu thì những cái dân tộc nào mà ăn mặn thì cái tỷ lệ bị tăng huyết áp là tăng lên nhưng mà không phải như vậy không có nghĩa là khi chúng ta ăn mặn là chắc chắn chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà ăn nhặn chắc chắn là chúng ta sẽ dễ bị tăng huyết áp hơn những người mà ăn không mặn, ăn nhạt, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là người bị tăng huyết áp thì chắc chắn là phải kiêng mặn bớt đi. Tại vì nếu mà chúng ta dùng ăn mặn mà dùng muối nhiều thì chính những muối này nó làm tăng cái thể tích tuần hoàn chúng ta lên, làm tăng cái áp lực trong máu chúng ta và đồng thời muối này nếu mà nó tích tụ trong thành mạch của chúng ta đó thì nó cũng làm co thắt mạch nữa, nó làm tăng huyết áp. như vậy ở những người tăng huyết áp thì cần phải ăn kiêng mặn. Dĩ nhiên là kiêng mặn cũng có cái phương pháp của nó và có mức độ của nó. Nếu một người đang ăn rất là mặn mà chúng ta mà chúng ta ngưng ngay không mặn một chút nào hết nhạt nhẽo luôn người ta ăn không được lại ảnh hưởng chuyện khác nữa yeah. mình phải có cái cách mà làm sao giảm cái mặn từ 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 à, và cuối cùng và tại vì ăn mặn cũng là một thói quen thôi chúng ta giảm từ từ chúng ta tạo thói quen bớt ăn mặn đi nhạt từ từ thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được chúng ta sẽ uh, bớt ăn mặn và như vậy huyết áp chúng ta sẽ dễ kiểm soát hơn cái lượng thuốc để mà chúng ta dùng để kiểm soát huyết áp hay tần số tiêu nó cũng ít hơn à, như vậy thì cái điều mà những người bị tăng huyết áp là chắc chắn là phải kiên mặn một cách từ từ để mà chúng ta có một chế ăn nhạt, kiểm soát huyết áp tốt. Yeah. từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng đã nhận được khá là nhiều những câu hỏi, có những câu hỏi liên quan đến cái việc mà sử dụng thuốc và tác dụng phụ của thuốc. À, chúng tôi xin được uh, lựa chọn câu hỏi của bạn Nhật Minh uh, để đặt câu hỏi với giáo sư để giải đáp dành cho tất cả quý vị khán giả. Bạn Nhật Minh có đặt câu hỏi là mẹ em năm nay 45 tuổi cơ thể hay bị mỏi mệt khám sức khỏe định kỳ về thì bác sĩ bảo mẹ em bị tăng huyết áp cần phải uống thuốc đều đặn nhưng từ ngày dùng thuốc thì hay bị đi tiểu đêm vậy đó có phải là tác dụng phụ của thuốc hay không nhờ giáo sư tư vấn giúp trong những cái loại thuốc đó thì có những cái loại thuốc làm đi tiểu nhiều lên cụ thể đó là loại lợi tiểu thuốc lợi tiểu thì thường thường là bác sĩ hay khuyên uống vào buổi sáng thì để có gì nếu mà có đi tiểu nhiều một chút thì cũng đi trong ngày thôi À, nếu mà thuốc lợi tiểu mà là, là, là uống vào hai cử sáng một cử chiều một cử thì có khi tối lại đi tiểu đêm nhiều hơn so với những cái ngày trước Lúc mà mình dùng thuốc. À, đó là chuyện thứ nhất là phải lưu ý như vậy. Có thể đó là do cái tác dụng của thuốc chứ không phải là tác dụng phụ nữa. À. Việc thứ hai là có những cái loại thuốc mà nó có thể tác động trên thận nó làm giãn cái động mạch thận đến để mà nó tăng cái độ lọc cầu thận làm cho nó lọc nhiều ban đêm luôn thì lúc đó nó cũng có triệu chứng đi tiểu đêm như vậy thì trong trường hợp này phải xem xét là huyết à, áp của mẹ em đã có cái biến chứng trên thận để mà đi tiểu đêm hay là à, do cái tác dụng của thuốc thì chính những cái chuyện triệu, triệu chứng này phải được ghi nhận và phải được báo lại cho bác sĩ dĩ nhiên là bác sĩ cho, sau khi cho thuốc cũng là sẽ hỏi những triệu chứng này nhưng mà nếu chúng ta thấy điều đó phải báo bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh lại thứ nhất là có thể điều chỉnh cách uống thuốc hai là điều chỉnh loại thuốc để mà có thể nếu là tác dụng phụ thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được cái tác dụng phụ này chứ nếu không thì cũng thấy là phiền phức thứ nhất là lo lắng tại sao đi tiểu đêm thứ hai là sẽ mất ngủ tại vì nếu đi tiểu đêm nhiều lần bố tôi đã được chẩn đoán là rối loạn nhịp tim đang tái khám và điều trị bằng thuốc tôi có nghe nói đến phương pháp dùng máy tạo nhịp tim để điều trị nhịp bất thường à, không biết rằng là trường hợp của bố tôi có thể sử dụng máy này để kiểm soát nhịp hay không làm thế nào để có thể tránh nguy cơ biến chứng hay không thưa bác sĩ câu hỏi này thì nó hơi chuyên sâu một chút à, cái cái những cái loại máy mà để điều trị rối loạn nhịp tim á, thì nó có rất là nhiều dạng tùy theo cái rối loạn nhịp tim ví dụ như là một cái người mà bị rối loạn nhịp tim có nghĩa là tim đang đập bình thường tự nhiên đập loạn xạ lên nó có thể ngưng tim mà chết thì cái loại máy mà để giải quyết trong trường hợp đó là gì khi mà tim chúng ta đập loạn xạ lên thì máy đó nó phóng ra một cái năng lượng điện để nó khử cái cái rối loạn nhịp đó đi để trả lại cái nhịp bình thường. Thì đó là một cái máy gọi là máy khử rung để mà phá những cái rung thất cái rối loạn nhịp nguy hiểm của chúng ta. Đó là một cái loại máy nó như vậy. Nhưng mà cũng có một cái loại máy khác là gì? Là tim của một người đó tự nhiên lại bị rơi một lối loạn nhịp mà người ta ví dụ như loại gọi là nhịp nhanh nhịp chậm. Có những lúc thì nhịp tim nó rất là nhanh, có những lúc thì tim đập rất là chậm. Thì bác sĩ nếu mà dùng thuốc để điều trị dùng thuốc mà điều trị mà kích thích cho nó nhanh lên đừng chậm thì lúc nó nhanh nó nhanh quá mà dùng thuốc để mà khống chế bớt cho đừng nhanh quá thì lúc nó chậm nó lại chậm nhiều quá thì bởi vậy không biết là sẽ dùng thuốc tăng lên hay chậm xuống đó thì người ta mới làm một công việc là gì người ta sẽ đặt một cái dụng cụ một cái máy cái máy nó có nhiệm vụ là gì khi mà tim đập chậm quá thì nó sẽ phụ cho trái tim đập phụ dùng trái tim làm cho tim đập vừa phải à, ví dụ tim mà đập xuống 40 lần một phút thì nó sẽ nhảy ra để nó giúp trái tim là đập 60 lần một phút, 70 lần một phút tùy theo mình cài là bao nhiêu. Như vậy tại sao chúng ta phải dùng cái máy đó? Tại tại vì sau khi mà ký cái máy đó vô cho người rồi á thì chúng ta phải dùng thuốc làm sao không cho tim đập nhanh quá. Tim đập lên trăm sáu trăm rưỡi vậy, không cho thuốc ém nó xuống đi mà lỡ có ém quá mức thì nó xuống nhiều, xuống nhiều thì cũng có máy đứng ra làm rồi. Như vậy thì tùy theo cái yeah cái nguyên nhân, cái bản chất của cái rối là nhịp đó thì chúng ta có rất nhiều phương tiện để mà chúng ta có thể kiểm soát được cái tần số tim, tránh các biến chứng xảy ra thì đó là phải chẩn đoán một cách cụ thể chính xác là loại nào thì lúc đó chúng ta mới có chỉ định dùng loại máy nào cho từng trường hợp tương xứng. Dạ xin được cảm ơn giáo sư. Còn đây là câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ fanpage của bệnh viện Đại học Y Dược. À, bằng Thế Anh có đặt câu hỏi là bác sĩ ơi tôi được chẩn đoán là cao huyết áp Tôi được bác sĩ kê đơn thuốc và kết hợp với tập thể dục. Sau 2 tháng thì huyết áp tôi đã ổn định nhịp tim là từ 70 tới 80. Vậy tôi có cần tiếp tục uống thuốc nữa hay không? Bạn Thế Anh à. à. Vậy thì đầu tiên là huyết áp đã ổn định. Ví dụ như vậy thì huyết áp của bạn phải xuống dưới 130 trên 80. Còn nếu mà được xuống 120 trên 70 trên 75 nữa thì điều đó là điều rất tốt. Như vậy thì cái chuyện mà huyết áp mình à, khống chế được vậy là về mặt trị số huyết áp thì chúng ta đã thấy là yên tâm thứ hai là về tần số tim thì như tôi chia sẻ hồi nãy đó nếu mà um, tần số tim của các bạn là 70 lần đến 80 lần trong một phút cái ngưỡng là 73, 75, 77, 28, 79 vậy vân vân thì cũng gọi là cũng khá tốt rồi nhưng mà nếu được thì à, khoảng chừng dưới 70 là 60 đến 70 thì tốt hơn như vậy thì à, nếu mà 60, 70, 80 thì cũng có thể gọi là chấp nhận được nhưng mà nếu mà tối ưu thì có thể là dưới 70 thì tốt hơn. Vậy thì bây giờ có cần uống thuốc tiếp tục nữa hay không? Vậy thì các bạn cần uống thuốc tiếp tục này là muốn uống thuốc để huyết áp nó ổn định hay là muốn uống thuốc để tần số tim nó ổn định? Thì tôi chưa biết là cái toa thuốc của bác sĩ cho này chủ yếu là để giảm huyết áp hay là có loại thuốc nào để giảm tần số tim hay không? À, như vậy thì bây giờ các bạn tiếp tục cần uống thuốc dĩ nhiên là tôi nghĩ là nếu huyết áp của bạn vậy thì các bạn phải uống thuốc tiếp tục để mà chỉnh cho huyết áp nó ổn hơn trừ trường hợp huyết áp của bạn xuống quá thì bác sĩ sẽ xem xét để có thể giảm bớt liều huyết áp trước chứ đừng có nghĩ một cách đột ngột thứ hai là trong cái thuốc của các bạn nếu mà có loại thuốc làm giảm bớt tần số tim thì chúng ta cũng thấy là chưa đạt vậy chưa đã bỏ được chưa bỏ thuốc về tận có tìm được vậy chúng ta cần phải tiếp tục cái thuốc này và ý kiến của bác sĩ chuyên khoa tim mạch là sẽ cho các bạn gia giảm liều thuốc như thế nào trước khi mà chúng ta có thể dứt hẳn được thuốc huyết áp cho các bạn à, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Thế Anh và đây là câu hỏi của bạn Lê Thị Lai chúng tôi cũng nhận được, được uh, từ phần tay của chương trình thưa giáo sư bạn Lê Thị Lai có đặt câu hỏi là trước khi có thai và sinh em bé thì huyết áp của em bình thường nhưng sau khi sinh thì em hay bị mất ngủ đi kiểm tra thì huyết áp hay tăng đột ngột, sau đó lại trở lại bình thường. Em có đang bị bệnh tăng huyết áp hay không? Nếu phải uống thuốc mà trung lúc đang cho con bú thì có ảnh hưởng gì để thêm bé hay không? Xin bác sĩ tư vấn giúp. Trong tăng huyết áp đó, ở những người có thai người ta có là tăng huyết áp thai kỳ đó. À, thường thường sau cái tuần lễ thứ 20 thì có thể là có tình trạng tăng huyết áp lên. À, đặc biệt là ở những cái gần cái lúc xanh có thể tăng huyết áp dữ tợn và có thể vào cái chuyện mà gọi là cơn sản giật à, thì cái đó là một cái trạng thái rất là nguy hiểm nếu mà trước khi sanh và trong khi sanh em bé huyết áp của bạn hoàn toàn bình thường thì thường thường nếu sau khi sanh rồi không biết là các bạn nói sau khi sanh này sau khi sanh bao lâu nếu mà sau khi sanh rồi mà huyết áp của bạn rất là bình thường à, rồi sau đó mấy tháng rồi em mới bị mất ngủ rồi từ từ sẽ sau đó mới đo huyết áp thì thấy tăng lên, rồi sau đó thì trở lại bình thường. Không biết sau đó có nghĩa là sau 1 2 tháng trở lại bình thường hay là tăng lên xong rồi một ngày sau các em lại đo bình thường. Vậy cái chuyện này phải rất là cụ thể thì mới gọi là nghĩ đến cái dạng bệnh nào hay không. Thì thật sự khi mà mình một chẩn đoán với thứ hai là chúng tôi không biết là các em đo cái huyết áp mà gọi là tăng đột ngột có lúc em đang làm gì. Ở có ở trong một trạng, trạng thái bệnh cấp tính hay không hay là em đang vận động xong rồi em đo à, tất cả những gì đó hay là trong cái trạng thái này em có bị lo lắng quá mức về cái tình trạng mà mới vừa sanh của em à, hay là trong cuộc sống của em như thế nào thì tất cả những chuyện này phải được thu nhận lại và từ đó à, phải có cái phán đoán là cái tình trạng huyết áp của em là bao nhiêu để mới chẩn đoán chắc chắn của em là em có bị tăng huyết áp hay không và nếu mà à, em mà đã được chẩn đoán chắc chắn là bị tăng huyết áp rồi thì à, nếu mà phải dùng thuốc tăng huyết áp đó thì chắc chắn là mình phải à, bác sĩ sẽ xem xét cái loại thuốc nào nó đi nó vào trong sữa đó thì nếu mà em cho em bé bú mà cái thuốc hạ áp của em mà nó đi qua sữa thì nó có thể làm hạ huyết áp của em bé của em như vậy đó là điều rất nguy hiểm thì trong trường hợp này À, muốn chọn một cái loại thuốc dùng cho em thì phải chọn đúng với tuổi của em, đúng với những cái gọi là cá thể hóa đó, tuổi của em như thế nào, trạng thái tình trạng huyết áp của em bao nhiêu, có những yếu tố nguy cơ nào khác hay không và đặc biệt xét xem một cái là thuốc đó phải không qua sữa thì lúc đó mới là an toàn cho em thì tất cả những điều này một bác sĩ uh, chuyên khoa tim mạch sau khi xem xét tất cả những cái điểm đó thì sẽ lựa chọn cho em một cái loại thuốc gọi là phù hợp nhất cho tình trạng của em đây được gọi là cá thể hóa trong điều trị chứ không thể nào nêu ra một vậy rồi cho một cái loại thuốc cho em được thì như vậy em phải được đi khám về bác sĩ chuyên khoa tim mạch để xem xét tất cả những cái yếu tố của cái bệnh của em và đồng thời thêm cái tình trạng con bú nữa cho bú sữa nữa cho con bú nữa thì mới có thể chọn được cái loại thuốc và chế độ thuốc thích hợp nhất cho bạn Dạ, thưa giáo sư, còn đây là câu hỏi của bạn Xuân Lan. Bạn đọc câu hỏi là ngoài em năm nay đã 82 tuổi, dạo gần ngoại mới phải nhập viện vì huyết áp tăng. Em nghe nói nếu thường xuyên bị tăng huyết áp thì có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ cao. Cả nhà em đang rất lo lắng. Có phương pháp nào điều trị giúp cho huyết áp của ngoại em được ổn định lâu dài để tránh bị các biến chứng hay không ạ? À? À, bạn Xuân Lan thân mến, thì à, nếu mà đã bị tăng huyết áp À, mà cần phải nhập viện như vậy thì tôi nghĩ là tăng huyết áp cũng rất là cao hoặc là tăng huyết áp này cũng đã gây ra những cái triệu chứng rất là khó chịu hoặc là tăng huyết áp này đã có những cái biến chứng rồi như vậy thì đây là một, một cái trường hợp mà chúng ta phải đặc biệt quan tâm như đã nói ở phần đầu chương trình thì nếu mà huyết áp chúng ta tăng thường xuyên tăng cao và kèm theo những yếu tố khác nữa thì cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim bị đột quỵ nó tăng lên rất là nhiều có thể tăng lên gấp 2 lần có thể tăng lên gấp bốn lần có thể tăng lên cấp 8 lần tùy theo cái trị số huyết áp người nhà của em là bao nhiêu có những cái yếu tố nguy cơ khác đi kèm hay không như vậy chắc chắn là đã bị tăng huyết áp thì phải kiểm soát huyết áp cho thật là tốt để mà giảm thiểu cái nguy cơ bị biến cố tim mạch như là nhồi máu cơ tim hay bị đột quỵ như vậy thì lo lắng là một điều rất là là, là 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 tốt rồi thì từ cái lo lắng này chúng ta phải biến thành cái việc chúng ta phải có một cái biện pháp điều trị tốt nhất mà như vậy thì cái biện pháp điều trị nào tốt nhất Đầu tiên đó là phải cải thiện về cái chế độ sinh hoạt Ăn uống, đặc biệt là không được ăn mặn Và sau đó bắt buộc là phải được dùng thuốc Kết hợp cả điều trị không dùng thuốc và điều, điều trị dùng thuốc Để có thể đưa cái huyết áp của ngoại em về cái mức mục tiêu Mà nếu mà chúng ta đưa về huyết áp mục tiêu càng sớm Và càng ổn định lâu dài thì chúng ta sẽ giảm thiểu được các cái biến chứng như đã nêu ở trên đó là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, suy thận và vân vân. Xin được cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị, bởi vì thời lượng trong chương trình của chúng ta cũng có giới hạn nên đối với những câu hỏi mà đã được đề cập rồi thì quý vị chúng ta vui lòng xem lại chương trình sau khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài câu hỏi nữa trước khi khép lại chương trình với chủ đề mà tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm và đồng hành cùng với chúng tôi. À, thưa giáo sư đây là câu hỏi của bạn Yến Nguyễn bạn đặt câu hỏi là uống thuốc tăng huyết áp nhiều năm liều có tác dụng phụ hại sức khỏe hay không ạ à? tất cả các loại thuốc nói chung và đặc biệt loại thuốc tăng huyết áp thì tác dụng phụ không ít thì nhiều không nhiều thì ít thì cũng có nhưng mà tác dụng phụ đó sẽ gây ra những cái điểm mà chúng ta không có lợi gọi là không có lợi À, nhưng mà cái điều không có lợi đó nó rất ít so với cái điều lợi ích à, của thuốc hạ áp nó mang đến cho chúng ta à, hạ được huyết áp ổn định được huyết áp tần số tim ổn thì cái lợi ích nó nhiều lắm à, như vậy à, trừ những cái trường hợp mà tác dụng phụ mà không mong muốn mà đến mức mà người bệnh không dung nạp được thì chúng ta mới ngưng loại thuốc đó để chuyển qua loại thuốc khác thôi. Còn nếu mà đó cái loại thuốc đó những cái tác dụng phụ uh, nhẹ uh, và bệnh nhân dung nạp được uh, mà nó lại mang được cái hiệu quả rất tốt là kiểm soát được huyết áp, kiểm soát những yếu tố nguy cơ tim mạch, kiểm soát được tầng số tim, thì tôi nghĩ là cái lợi ích do thuốc hạ áp nó mang lại hơn gấp rất nhiều lần rất nhiều lần so với tác dụng phụ, thì chúng ta phải dùng những loại thuốc đó thôi. À, còn đây là câu hỏi từ bạn cao minh đạt thưa giáo sư huyết áp của tôi thường tăng cao vào lúc nửa đêm và lên rất là nhanh và cao nên nhiều lần phải đi cấp cứu tôi có triệu chứng là bị choáng váng và bị rét nhờ giáo sư tư vấn giúp tôi quy chân và các chuyện trị à, tăng huyết áp như trường hợp của bạn thường tăng cao vào lúc nửa đêm lên rất nhanh và sau đó à, có khi tụt xuống và đi vào cấp cứu thì nếu các bạn đây là nếu bạn là người trẻ đó thì có thể là tăng huyết áp có thể là có nguyên nhân thì cái này thì tôi nghĩ là trong cái chương trình tư vấn như thế này á, thì mà gọi là bàn luận sâu vào để mà có thể là đưa ra được nguyên nhân cho bạn thì rất là khó khăn trường hợp này chắc chắn là bác bạn phải đến gặp ti thăm khám ở bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để mà có thể xem xét kỹ lưỡng hơn bạn còn những cái triệu chứng nào khác hay không huyết áp của bạn nên được đo là bao nhiêu và kèm với cái triệu chứng mà lúc mà tăng lên đó như thế nào và sau khi tăng lên nó tuột xuống đó thì có triệu chứng như thế nào để mà hướng đến một cái nguyên nhân nào đồng thời phải được thăm khám tất cả trong các cơ quan trong bộ phận của bạn và có thể phải cần làm những cái loại xét nghiệm chuyên biệt để biết được là tình trạng tăng huyết áp của bạn lên rất cao như vậy là do nguyên nhân gì À, thì tôi nghĩ là phải đến những bệnh viện có uh, chuyên khoa tim mạch, đã gặp những các bác sĩ chuyên khoa tim mạch thì mới có thể giải quyết được cái dạng huyết áp tương đối là đặc biệt của bạn. Yeah. À, xin được cảm ơn uh, những lời chia sẻ và giải đáp từ giáo sư. Thưa quý vị chúng ta vừa được lắng nghe giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Bình đã chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của tất cả quý vị đối với chủ đề ngày hôm nay. Và mong rằng là chúng ta cũng đã có thêm được những kiến thức, những thông tin hữu ích để bảo vệ sức khỏe của mình. Một lần nữa thay mặt cho chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Bình đã nhận lời đồng hành cùng với chúng tôi. Mến chúc cho bác sĩ thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn nha em. À, xin cảm ơn tất cả các bạn đang xem đài hôm nay. Thưa quý vị, chương trình tư vấn trực tuyến Sống khỏe sẽ chia với chủ đề ảnh hưởng của nhịp tim lên người bệnh tăng huyết áp do Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với văn phòng đại diện Birdt Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện để biết thêm các thông tin về sức khỏe, quý vị hãy truy cập vào hệ thống kênh truyền thông y tế chính thống của bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh bao gồm Zalo, YouTube, website và Fanpage. Tất cả các đường link của hệ thống sẽ được hiển thị ở phần miêu tả bên dưới. Quý vị hãy truy cập và đón xem nhé. Và đến đây thì chương trình sẽ được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.